thay đây không bác ơi, bác con Nguyễn Phương ơi. Đúng rồi, về đây hết rồi. Quy tụ là một nơi để cung cấp cho những anh em chặt chém. Ơi, sao xíu đỏ chứ. Ồ, nhìn đẹp không? Cao. Đó, thấy mắt rồi đó. Sao? Thấy mắt bụng gì? Đây. Chuyện gì to đây? Sao có gì? Sao nó tiền ra? Nó báo hết rồi. Báo hết luôn. Báo mắt đẹp lắm. Thôi rồi. Quay cho em cái clip. Chuyện này rất là to à. Báo hết luôn. Đều nhau hết nhỉ? Báo đều hết luôn. Cái này đập lọc đá. Đây là một viên xì trắng. To. Hello, xin chào tất cả các bác nha. Bây giờ mình đang làm ở mình bây giờ làm to rồi. Em ở trên live là khách ở trên live đúng không? Bao nhiêu tiền đấy? Thế ông nào cầm cái đá này. Thì anh em nào mà thích chặt chém thì